Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu RPK VIP Fire Dragon, một cái khẩu súng rất là ngon. Nếu mà bác đi săn zombie thì nó hơi bị khám lọ một tí, tại vì nó là cái dòng SMG, ấy chứ nhầm, cái dòng MG mà bác đi săn zombie thì nó sẽ rất là nặng. Cái này thì có cái phóng lựu, phóng lựu thì vào zombie thì tầm 300 tiết thôi, không ăn thua. Rồi nó hơi hơi bị yếu. Cái này đem đi zombie, ấy chứ nhầm, đem đi AI thì nó có thể tuyệt vời hơn. Ủa gì đấy? Thôi lại liếc tôi rồi. Thôi xong rồi. Vào tầm mắt của những anh áo đỏ chứng tỏ cave này. Ủa, thôi thôi thôi. Có hero thì cân. Bu lại đây nào. Bu lại đây nào. Rồi thôi thôi từ từ đã. Không solo. Không solo một cách khờ dại. Chúng ta phải mẹo cơ. Mẹo cơ. Úi trời, bọn này cũng ghê đấy. Ủa gì đấy? Sao cứ đâm đầu vào người đúng rồi. Thiếu nữ y tá, thiếu nữ này, thiếu nữ tính, bạn thiếu nữ tính rồi, uống thuốc thêm đi, rồi uống thêm những cái dược liệu như kiểu vịt hóa thiên nga ấy, rồi có thể giúp bạn nữ tính hơn chẳng hạn. Rồi thằng kia nó không biết nó làm gì, nó bật đi chậm. Đây chế độ chế nhầm chế độ zombie bạn ơi, không phải chế độ C4 đâu. Còn mấy thanh niên lại cứ lảnh háng chế độ zombie chơi như chế độ C4 thì sắp mà à. Thằng tơ rồi, anh em đâu, kích nó ra. Cho thằng tơ như thế này thì không kích ra thì đúng là hơi tiếc anh em nhỉ. Rồi, phải chơi sắp sắp mặt lờ nó. Những pha này mà nếu mà trên PC thì thằng tơ chắc chắn là bị kích từ lúc mà nó chạy luôn rồi. Rồi chạy ra đây. Rồi không chạy kìa, bây giờ nó lao rồi. Rồi, pha này mình như trên PC là sẽ bị chửi sấp mặt lờ và kích ra khỏi phòng. Thế luôn đấy. Rồi tớ mình nói có dài không ạ? Đã có ngay một thanh niên sầu nhi chắc lên một câu rất là bẩn bựa. Tớ nhát chết. Vờ lờ. Thế là mình dịt ra thôi. Chứ nguyên bản thì là tớ rát chết. Tớ rát chết là cũng không biết là cái gì luôn. Đi đây. Sau lưng bạn ơi. Sau lưng. Đúng rồi, rớt rồi à, thôi tôi lên đây. Đâu rồi? Ui, cái điện mẫy. Đùa. Phải xoài. Rồi một pha mà tơ nó lag kinh khủng tởm. May pha đấy là nó thằng tơ nó không nhìn mình. Thằng tơ mà nhìn mình cái là mình đi luôn ạ. Hôm nay thì mình mang nhân vật AoE. Không biết là đủ sexy để bọn nó thèm thuồng không nữa. Rồi không không sao. Bây giờ phòng toàn cà ve thế này thì bảo sao nó thèm thuồng tôi được. Áo đỏ chứng tỏ cà ve. Rồi, ít áo xanh và cũng không có áo hồng ở đây, chỉ có áo đỏ thôi. Áo xanh thì nó ngơ ngác nên nó đáng sợ. Không biết nó nhìn về gì. Nó nhìn một ánh mắt xa xăm. Không biết là nó bắt đầu úp mặt vào tường. Tức là nãy sát hại người bài nhiều quá hay bây giờ úp mặt vào tường để chuộc tội các kiểu hoặc là đọc kinh Phật. Thôi mấy thằng cà ve này làm gì đấy nhở. Thôi hết thằng tơ lại cà ve cũng úp mặt vào tường. Có phải sợ chúng mày quá đấy. Đi đây. Liếc cái gì. Cà ve thì chấp nhận số phận đi. Đừng hòng mà sờ vào người tôi. Cái tay bẩn bựa của bạn thì không lời nào. Rồi lại thiếu nữ. Thắm thế à rồi. Thiếu nữ đâu rồi. Thiếu nữ tính. Quay lại đây. Rồi. Không biết là con đàn bà kia nó chạy đâu. À đây 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 đây. Thiếu nữ đây rồi. Sao lại cầm cái lưỡi hái đi kia. Rồi đây đây đây. Thanh niên ghen nớt. Clan ghen nớt. Này thì ghen nớt này. Tao anti ghen nớt nha. Hơi bị nhầm ở đây. Rồi ghen nớt với lại y tá. Sao mà. Gì đây. Thôi hết giờ rồi. Cố làm cái gì. Thôi cái bọn cà ve này. Công nhận bọn này nó gây nhây ghê anh em ạ. Cạn cạn cơ mơ rơ rơ lời. Rồi hết giờ. Nhây làm cái gì nữa nhở. Mình đã tuyên bố hết giờ rồi. Cô làm cái gì. Rồi may pha đấy mà mình bị cào thì kiểu gì cũng có hero. Và chúng ta lại mất thêm vài giây. Sao pha đấy không cào mấy thằng tên nhở. Ghét nhất là hai thằng tên. Tuyên bố là thẩm du mà không thằng nào cào. Hình như là mình đứng dưới cover chúng nó. Thực sự là rất là khám lọ ở đây. Mình đứng trước ra, mình mút hết kill rồi mà. Bọn này làm gì có trình mà ăn.
kiểu gì thằng cuộc tình dù đúng dù sai nhưng thằng đứng trước thì vẫn ăn nhiều hàng hơn thằng đứng sau đấy. Hàng nó tự di chuyển vào mồm tôi nhanh hơn. Rồi thiên nhiên bắt đầu đi săn rồi. Đấy, nó thích AoE lắm nhỉ. Nó hiếp đấy. Bạn ơi, bạn tránh ra để tụi mình cùng tới. Rồi chúng ta làm đôi bạn, làm đôi bạn cùng tiến. Chứ đừng có đi một mình. Rồi gì đấy. Cứ bạn đi một mình thì bọn nó hiếp thì mình không cover được đâu. Mình không bảo kê được. Trời, trời ơi. Cận chiến kìa, thiên nhiên gây nớt. Hay lắm đi mợ. Ôi, gì đấy? Hết cả hồn. Ôi, mình cầm quán vip đấy, chạy nhanh lắm. Bạn cầm ve tuổi gì? Không phải thằng áo xanh. Áo xanh như chứng tỏ gì ta? Không biết chứng tỏ gì luôn. Là nguy hiểm. Đấy, lại mọc. Cái bọn cà ve. Cái bọn này thích mọc nhỉ? Tao lại sợ mày quá đấy. Không phải áo xanh. Áo xanh. Áo xanh cũng không làm được gì. Thôi té 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 té. Cút ra. Đi bạn ơi. Đi 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 nhanh đi nhanh. Không thì sắp mà đấy. Rồi. Rồi pha này có. Đúng rồi. Các bạn thấy hay không ạ? Mình nói trong không khí mà thằng kia nó vẫn nhanh. Nó vẫn hiểu chuyện. Phải thoát nhanh. Mình đã đi rồi. Không ai còn cover cho bạn nữa đâu. Không ai đùm bọc trẻ chơi cho bạn đâu. Đấy rồi ca thì nó như một tượng đài rồi. Nó bắn rất là trâu bò. Để cận chiến thằng này. Trời ơi, thanh niên kia không cover ạ. Lại chờ mình bắn để nó cận chiến. Trời ơi, này thì cơ hội. Ôi, tao lại sợ mày quá đấy. Lại thằng chị y tá này. Thiếu nữ. Ôi, thiếu nữ này thì thiếu nữ. Ôi, chết đi bạn ơi. Bạn chết chắc rồi. Trời ơi, này đi. Ơ, không chết nhở. Rồi, cái thằng giống non nó không cover được cho bạn đâu. Tao lại sợ. Ui, tao lại sợ mình quá đấy. Thằng giống non nó không làm được cover được cho bạn đâu. Chỉ có chết thôi. Thấy bị mình cào à, bị mình chịch hai lần. Gạ chịch và hiếp thành công. Rồi gạ chịch và thanh niên đấy không đồng ý. Mình bắt buộc phải ép và hiếp thôi. Bùng lụa một tí nhá. Đúng rồi, ghê chưa? Anh em thấy mình ghê chưa? Ôi, cái đi mới. Thôi, admin ơi, có cần phải như thế không? Sao thấy mình ghê quá lại làm cho mình giúp bài. Đắng thế rồi, hoàng đế. Trời ơi, làm cái gì đấy? Tạo team cho hoàng đế cái mắm gì? Rồi khi mình làm giúp bài thì một trận trải qua nó rất là nhanh. Tốc độ bàn thờ thôi. Thế mình không cần được hero nhưng... Ôi, cút ra. Đường nào? Trời ơi, lấy. Lại con đường cũ. Biết làm sao bây giờ. Đường cũ nó không phải là đường thoát. Lò này thì anh em cũng rất là hóng về cái gì ta, cái series Việt Hóa Thiên Nga. Nhưng hiện tại thì mình chưa có ra được. Nếu mà anh em nào hóng thì cứ hóng đi. Tao sợ mày cũng. Thôi tớ đâu. Mày lên nhanh không bố chửi sấp mặt lờ giờ. Hiện tại thì mình đang trong cái quá trình suy nghĩ phiên bản tiếp theo, tức là series thứ 3. Còn cái về cái liên quân thì nó không liên quan nên anh em đừng có gọi là thứ 3 nhá. Cái đấy là một cái khác rồi. Ở bên CS Mobile thì đấy là một cái chỉ có ngang cái thứ 2 thôi. Và mình sẽ làm cái thứ 3 thật hay. Mình đang nghĩ dự án thì mình sẽ làm phim luôn. Thì không biết là sẽ như thế nào đây. Nếu một là mình sẽ làm như phiên bản thứ 2 nhưng sẽ chất lử hơn và hài hơn. Sẽ không giống nữa đâu nhá. Giống thì cũng giống nhưng nó khác về cốt truyện. Cách làm thì vẫn giống nhưng giống một phần nào đấy thôi. Có thể là giống đến 50 và 60-70%. Còn lại thì nó sẽ khác. Và mình đang dự tính là nếu mà được thì mình sẽ làm một cái bộ phim về lượt Việt hóa Thiên Nga. Ủa cái định mới đang nói đáng đi à trời. Nếu mà được thì mình sẽ làm. Còn nếu mà hoàn cảnh nó không có đáp ứng được cho mình thì thực sự là mình sẽ làm một cái gì đấy bựa bựa chứ không phải phim. Chỉ bựa thôi. Bựa thôi. Nếu mà làm được phim thì nó sẽ bựa hơn. Nhưng nếu mà không làm được thì đúng là cũng bựa nhưng nó không hay bằng thôi.
thì mình đã nghĩ ra rồi, nhưng cái làm và cái công cụ cho mình edit thì nó vẫn chưa có đủ lắm. Trời ơi, bên kia này những số rồi, một pha KS như thuần này, chết tiếp, yếu rồi, chạy làm cái gì, một phát nữa, phát nữa. Trời ơi, cái thằng này mày hay lắm. VL ơi, mình sẽ kết thúc clip này. Các bạn xem thấy hay quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye tất cả các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.